chị mặc đồ bộ cổ vũ rất là nhiệt tình. Dạ cái này bà chị ruột em. Dạ em tin nghe. Dạ bán không bán gì hết. Thấy chương trình vui quá nhào ra la la một xúc luôn. Em xin mời các chị cầm cái thao kìa. Chị cổ vũ rất là nhiệt tình nha. Phương Thảo, Phương Thảo thắng cuộc. Quá trời Phương Thảo. Rồi buôn bán cái gì cũng lo gõ sèn sèn. Cái bánh tráng. Rồi cái thao trộn bánh tráng bà không lo. Bà lo bà đi gõ sèn sèn. Chồng bà mới kiếm. Đây có phần quà luôn. Rồi trả về nấu cơm cho chồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.